vì muốn thắng trong buổi cầu cử sắp tới. Park Jae-sang muốn lợi dụng bệnh tình của In-hye để kéo phiếu. Nhưng In-kyung không muốn em gái mình trở thành đối tượng cho Park Jae-sang lợi dụng. Vậy nên cô đã tới tìm bà He-sup nhờ giúp đỡ. Để tôi phụ trách tiền viện phí. Nói xong bà tức giận mắng chửi họ, còn từ chối ý tốt của Park Jae-sang. Hơn nữa còn cố tình nhắc tới bố ông ta. Bà chê cười Jae-sang trước kia chỉ là con của một tài xế. Tôi biết bố cậu, ông Park In-bok, ngày còn trẻ tôi thường đi xem đất với bố cậu lắm. Hãy nhìn kỹ phu nhân Park Won-sang A đi, có lẽ nào đây chính là Hoa Yang sau khi thẩm mỹ xong. Còn người chết thực sự chính là phu nhân Park, dù sao họ cũng là bạn bè nhiều năm, Hoa Yang muốn bắt chước Sang A cũng là điều đơn giản. Bà Oh He-sup nói mình sẽ trả tiền viện phí cho In-hye. Điều này khiến kế hoạch của Park Jae-sang tan thành mây khói. In-kyung còn hoanh hoang trách mình không gọi bà He-up tới sớm hơn. Nhưng cô không biết rằng hành động này của mình đã khiến chị gái bị đánh đập, còn khiến gia đình Park Jae-sang trở mặt với cô. Hóa ra trước đó vì muốn có tiền cho In-hye chữa bệnh nên đã đồng ý làm trợ lý của phu nhân Park. Nhưng Won-sang-a có một điều kiện, đó chính là họ phải quay một đoạn phỏng vấn. Park Jae-sang sẽ đính thân tới trao học bổng cho Oh In-hye. Một khi chuyện này được đăng lên TV thì chắc chắn ông sẽ nhận được rất nhiều lời tán dương. Như vậy thì khả năng thắng cuộc trong buổi bầu cử sắp tới là rất cao. Nhưng có vẻ họ không muốn có sự xuất hiện của In-kyung. Cô xông vào muốn ngăn chặn buổi phỏng vấn, ai ngờ bị chị gái cản lại. Park Jae-sang nhìn cô bằng ánh mắt đắc ý. Sau đó In-jo kéo In-kyung ra ngoài. Cô nói cho em gái biết tình hình. Nhưng vì In-kyung vẫn luôn muốn vạch trần tội ác xấu xa của hắn nên đã kịch liệt phản đối hành động của chị. Điều này đã khiến In-jo tức giận. Này, em chia tiền ra đi rồi hẵng nói. Muốn yêu thương thì phải có tiền, cỡ nào chị cũng nhịn được hết. Đúng lúc đó Park Jae-sang cũng đi tới. Cô không cần phải dừng điều tra chỉ vì tôi đã trả viện phí cho In-hye đâu, nên cô đừng lo, cứ tiếp tục làm việc đi. Đối diện với sự khiêu khích của ông ta, In-kyung tức giận rời đi. Sau đó cô đưa bà He-sup tới. Bạn cảm thấy cô gái này là người thế nào? Hoa Yang lợi dụng công việc của mình để cuỗng mất 70 tỷ tiền quỹ đen của công ty. Cô còn để lại 2 tỷ cho bạn thân, 3 tỷ dùng để mua nhà mua xe, rồi để lại tất cả chỗ tiền ấy dưới danh nghĩa của In-jo. Sau đó gửi tới ngân hàng bên Thụy Sĩ. Dù In-jo đã trả lại 2 tỷ, nhưng vẫn còn 68 tỷ kia. Đúng là một món hời bất ngờ. Lẽ nào Hoa Yang chính là trùng cuối trong truyền thuyết? Cùng lúc đó ca phẫu thuật của In-hye cũng diễn ra rất thuận lợi. Nhưng cô bé vẫn kiên quyết muốn đi du học châu Âu cùng Park Hyo-jin. In-hye nói rằng nhờ có sự giúp đỡ của ngài Park Jae-sang thì khi đi du học cô bé sẽ tiện hơn nhiều. Như vậy In-hye có thể tiến gần hơn với giới thượng lưu, rời ra cuộc sống nghèo nàn hiện tại. Nếu như mất đi cơ hội này, cô bé sẽ chết mất. Em quyết định nghe theo lời mẹ Hyo-jin thôi sao? Sao giờ bọn chị nói gì cũng vô nghĩa đúng không? Nếu đổi lại là các chị cũng sẽ làm vậy thôi. Lời In-hye nói khiến hai chị gái trầm mặc. Cô em gái này đúng là hết thuốc chữa. Lời của em gái khiến In-jo nhận ra họ không thể tiếp tục sống như vậy nữa, bắt buộc phải thay đổi thôi. Cô nói với In-kyung rằng mình đang giữ sổ cái ghi chép lại chi tiêu ở công ty của giám đốc Shin trong suốt 25 năm. Cô muốn dùng nó để đổi lấy tiền. In-kyung lại cho rằng một khi công khai nội dung trong đó thì cả thế giới sẽ biết bộ mặt thật của Park Jae-sang. Đây chính là ước mơ vĩ đại nhất của đời cô. Nhưng ai ngờ In-jo lại phản đối kịch liệt. Giờ cô chỉ muốn có tiền để thay đổi cuộc sống. Từ khi thấy bông hoa lan ở hiện trường tai nạn của giám đốc Shin, họ đã bắt đầu điều tra nguồn gốc của loài hoa đó. Họ phát hiện ra bông hoa lan ấy có tên là hoa lan chết chóc. Hơn nữa nó cũng có độc, mùi hương của nó có thể khiến con người gặp ảo giác, thậm chí còn thể giết chết một người lúc nào không hay. Hơn nữa những người sở hữu loại hoa này không nhiều. Nếu như có thể tìm được chủ nhân của loại hoa đặc biệt này thì có thể sẽ bắt được hung thủ. Sau khi biết Hoa Yang có thể đã để lại 70 tỷ đó ở Singapore, In-jo định tới Singapore một chuyến. Tôi phải sang Singapore ngay thôi. Chúng ta sẽ trở thành một cặp hoàn hảo. Chúng ta sao?